Có nghĩa là cái xe này là cái xe dành cho những người thực dụng cực đoan, nhưng mà nói một cách mà hơi thô thiển một chút thì là dành cho những người ít tiền mà hơi tham, nhược tham được nhiều tính năng. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì xe hay sẽ lại đến với một phân khúc xe rất kỳ lạ, đó chính là phân khúc xe van. Một chiếc xe mà có thể nói là rất nhiều ô. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó chỉ là một chiếc xe có giá 268 triệu thôi. Nó lại là một chiếc xe mà lại chở được hàng như một chiếc xe tải. Nhưng nó lại cũng là một chiếc xe chở được 5 người ngồi trên xe. Và lại tiếp, nó lại đi được ở trong đường nội thành mà không hề bị cấm. Nó được coi như một chiếc xe con bình thường. Wow, thưa quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh tôi đây là chiếc xe TMT K05S. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc xe này. Được ra mắt vào cuối tháng 12 năm 2019, TMT K05S đã thu hút sự chú ý lớn của khách hàng Việt Nam. Rất phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm tươi sống và các đơn vị chuyển phát nhanh. Với quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, xe tải van K05S có thể di chuyển 24/7 trong thành phố mà không cần phải lo về các khung giờ cấm xe. Có lẽ những người tiêu dùng sử dụng bình thường sẽ ít quan tâm đến những chiếc xe kiểu như thế này, nhưng với những gia đình nào mà lại kinh doanh, rồi thậm chí là muốn có một chiếc xe vừa chở được hàng mà vừa chở được gia đình bạn bè, thì hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiếc xe đầu tiên mà giá rẻ như thế này, giá chỉ có dưới 300 triệu. Không ai nghĩ là một chiếc ô tô vừa chở hàng vừa chở người nó lại có thể có mức giá này. Rồi, chúng ta sẽ có phần đầu xe tương đối là bảnh bao và một cái thân xe rất là dài. Nếu so với cùng phân khúc thì nó dài nhất phân khúc luôn. Chiều dài trục cơ sở của chiếc xe này là 2760mm, cho nên nó sẽ có một cái khoang nội thất rất là rộng rãi. Và cái chiều ngang của nó thì lại hơi hẹp, nó sẽ hơi gọn lại như thế này. Đây, gọn lại, nó không bị quá bành ra. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì nó sẽ làm cho chiếc xe gọn gàng hơn để di chuyển trong nội thành hợp lý hơn. Chúng ta cần chở rất nhiều đồ, vẫn rất rộng đằng sau, nhưng luồn lách những con ngõ nhỏ thì con xe này nó lại là một cái gì rất ưu thế. Đó, chính vì thế mà các bạn sẽ thấy là chiếc xe nó hơi gọn gàng và thon dài một chút. Chúng ta có cụm đèn khá là sáng sủa, rộng rãi, to. Tất cả đều là đèn halogen thôi. Công nghệ các thứ thì chúng ta sẽ không đòi hỏi nhiều ở một chiếc ô tô đa dụng mà chỉ có hơn 200 triệu như thế này. Cái logo cũng khá quen thuộc. Đó. Và cái động cơ của chiếc xe này chỉ là động cơ 1.4 thôi và công suất dưới 100 mã. Nếu mà xét trên thông số thì chúng ta có thể nói là đây là một chiếc xe không mạnh. Nhưng nó được trang bị số sàn, cho nên cái việc mà sử dụng số sàn trên một chiếc xe kiểu động cơ như thế này thì nó lại rất hợp lý, vẫn đem đến cái cảm giác phóng khoáng cho chúng ta khi chạy xe. Về thiết kế ngoại thất, TMT K05S có kiểu dáng vô cùng thực dụng. Khoang cabin được tạo hình tương đối dài với kính chắn gió cỡ lớn được đặt nghiêng để giảm độ cản gió. Mặt ca lăng được thiết kế cỡ lớn với hai tầng riêng biệt nhằm giảm lực cản của gió cũng như tăng khả năng làm mát của động cơ. Ở giữa mặt ca lăng đặt logo song ngạn của thương hiệu xe tải nổi tiếng toàn cầu DFSK giúp tạo thêm điểm nhấn cho phần đầu xe. Cụm đèn pha halogen cũng được cải tiến so với thế hệ sản phẩm trước đó với chóa đèn kích thước lớn hơn 10cm, mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn. Một ưu điểm nữa của TMT K05S là cụm đèn sương mù được tích hợp sẵn giúp tài xế lái xe an toàn hơn khi đi trời mưa hoặc có sương mù. TMT K05S được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng có dung tích 1.342 phân khối, sản sinh công suất tối đa 87 mã lực. Đây là mức công suất rất phù hợp với một chiếc xe van có tự trọng chỉ xấp xỉ 1 tấn. Xe có trang bị số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi, ưu việt hơn hộp số 4 cấp của những đối thủ cùng phân khúc. Cộng với hệ dẫn động cầu sau nên khả năng vận hành của TMT K05S là rất tối ưu. Xe cũng sở hữu công nghệ phun nhiên liệu điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo số liệu hãng sản xuất công bố, TMT K05S chỉ tiêu thụ 7,5 lít xăng cho 100 km di chuyển khi chạy không tải. Bên cạnh đó, TMT 05S còn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, mang lại hiệu suất cao cho động cơ. Kết hợp thêm động cơ nguyên bản của Đông Phong Moto có độ bền và độ tin cậy cao trên thị trường.
vẫn sử dụng trục cam SOHC đơn giản nhưng cho công suất đầu ra tốt, lại dễ dàng và thuận lợi cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa sau này. Bước sang phần thân xe của một chiếc xe chỉ hơn 200 triệu thì chúng ta sẽ thấy là gương chỉ là gương gập tay thôi. Đó. Gương nhựa và gạt cũng gạt nhựa ở ngay trên gương luôn. Chúng ta sẽ có một cái bộ mâm chuẩn, bộ mâm của xe tải chứ không thể nào mà có bộ mâm đúc hay là gì cả. Vâng, bởi vì sao nó rẻ đến như vậy cơ mà. Nhưng nhìn tổng thể cái thân xe này chúng ta vẫn cảm giác nó là một chiếc xe rất là cao cấp, được sơn rất là chỉn chu. Những cái chi tiết ghép nối vẫn rất là gọn gàng, chúng ta có tem xe cũng khá là đẹp. Đó, tất cả những cái chi tiết gắn lên màu đen này đều được làm bằng một cái nhựa mà với tôi thì nó rất là bền bỉ. Đó, cái cửa phía dưới thì chúng ta sẽ là trượt, cửa trượt. Đấy, rất gọn gàng. Khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này thì với tôi nó là đủ dùng, 140mm, tương đối là cao để chúng ta có thể đi những cái địa hình nó hợp lý. Phần thân xe TMT K05S có thiết kế vuông vức để tối ưu hóa không gian cho hành khách trên xe cũng như hàng hóa. Xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc lên tới 2.760mm. Chiều dài cơ sở lớn giúp K05S có khoang cabin và khoang chở hàng lớn hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh chiều dài cơ sở tối ưu, mọi kích thước khác của K05S cũng tốt hơn so với các mẫu xe van khác trong tầm giá dưới 300 triệu đồng. Cụ thể, xe có chiều dài tổng thể 4.070mm, rộng 1.560mm, cao 1.900mm, bán kính quay đầu 5,01m và trọng lượng khô 1.065kg. TMT K05S có khoảng sáng gầm xe 140mm. Mức khoảng sáng gầm xe này được tính toán kỹ lưỡng để việc bốc hàng hóa lên xe hoặc dỡ hàng xuống xe thuận tiện hơn. Xe cũng được trang bị bộ la răng 13 inch với thành lốp dày để tăng độ êm ái, cũng như giảm thiểu nguy cơ hỏng lốp khi đi vào những cung đường xấu. Sang đến phần đuôi xe các bạn sẽ thấy nhìn nó khá là gọn gàng. Được cái chữ nhỉ, như một chiếc xe xịn của nó. Đèn thì tất cả đều là đèn halogen thôi, bình thường thôi. Nhưng chúng ta có một cái camera lùi ở đây này. Ô, đáng yêu ra phết. Hay chứ, bởi vì cái này dù nhỏ thôi nhưng mà nó cũng làm chúng ta đi một cách an toàn hơn. Để mở được cốp xe thì chúng ta phải dùng chìa chúng ta cắm vào. Đó. Mở cốp ra. Wow. Cái cốp này rất rộng. Nó rộng lên đến 2031 lít. Mênh mông. Này các bạn thấy tôi xếp một đống đồ đây nó vẫn còn thừa. Cái chỗ này tôi áng áng chừng nó cũng phải xếp được khoảng đôi ba cái máy giặt hoặc vài cái tủ lạnh size nhỏ nhỏ. Nói chung là nhiều, rất rất nhiều, rộng như thế này cơ mà. Đặc biệt là cái nắp cốp này nó mở rất rộng và vuông góc luôn, mở hết lên luôn. Và cái thanh thủy lực ở đây nó rất là to và vững chắc. Nó giúp cho chúng ta không bị chồng chành khi mà chúng ta mở ra, nó sẽ đỡ cái nắp cốp này rất là vững. Kết hợp với cả cái khoang ngăn chia giữa khoang hành khách với cái khoang cốp này, nó cũng có một cái tấm và có cả kính luôn. Đó, nhìn rất là lịch sự. Cũng bất ngờ về cái xe này. Đó, đóng lại. Bên cạnh phiên bản 5 chỗ, TMT Việt Nam cũng lắp ráp và phân phối phiên bản K05S với 2 chỗ ngồi. Đây là phiên bản được tối ưu cho không gian chở đồ. Những kích thước ngoại vi của K05S 2 chỗ cũng rất tương đồng với phiên bản 5 chỗ. Sự khác biệt so với phiên bản 5 chỗ nằm ở kích thước khoang chứa hàng. Khoang chứa của K05S 2 chỗ có chiều dài lớn hơn bản 5 chỗ tới 860mm, qua đó nâng thể tích khoang chứa lên thành 3.570 lít. Như vậy, phiên bản 2 chỗ sẽ phù hợp hơn với nhóm khách hàng doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp, còn K05S phiên bản 5 chỗ sẽ phù hợp với những khách hàng kinh doanh cá nhân. Rồi, bước vào trong khoang nội thất thì các bạn sẽ thấy đây đúng là nội thất của một chiếc xe kiểu xe van, kiểu xe bán tải thật sự. Nó sẽ không có một cái gì nó gọi là cao cấp hay là sang trọng hay gì hết. Nhưng lại có một vài cái điểm nhấn nhỏ nhỏ mà cũng hay. Đây, xe này nó có một cái màn hình Android rất to. Thậm chí nó còn to hơn một số những cái dòng xe Nhật đang bán tại Việt Nam. Đó, cái màn hình này rất to luôn. Kết nối tất cả mọi thứ luôn. Đó. Tất nhiên nó sẽ không được nhanh lắm đâu. Nó sẽ hơi chậm một chút. Đấy. Chúng ta lại có một cái gì nữa? Chúng ta lại có điều hòa nhiệt độ. Ô, hay nhỉ. Một số dòng xe cùng phân khúc không có điều hòa. Đấy cũng là một cái hay của chiếc xe này.
Tiếp theo chiếc xe này thì chúng ta có cái gì? Chúng ta vẫn có những cái chỉnh đèn ở phía trước. Trần thì bọc nỉ thôi, số sàn. Ghế thì chúng ta cũng là bọc nỉ và chỉnh tiến lùi ngả bằng tay. Nhưng có một cái hay là cái này kính xuống bằng điện. Kính bên tôi xuống điện và kính bên phải cũng xuống bằng điện. Đó, đấy cũng là một cái điều khá thú vị ở trong nội thất chiếc xe này. Còn cái bảng đồng hồ công tơ mét ở đây thì tôi không thích lắm. Thực sự là không thích bởi vì nó hơi bé. Nhưng mà đấy là vì mình bị theo cái tinh thần mình hay review những chiếc xe đắt tiền thôi. Chứ còn bảo là xe này chỉ có hơn 200 triệu thì hơn 200 triệu à, nó lại ngon. Đấy, chúng ta phải cân lên bởi vì nếu mà chiếc xe này mà đắt tiền hơn như những chiếc MPV bình thường thì không chấp nhận được. Nhưng mà nó lại chỉ có hơn 200 triệu, chính xác là 268 triệu thôi thì như thế này đã là ngon lắm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà còn một điều nữa mà tôi muốn tìm hiểu đó chính là xuống đằng sau xe, xem ngồi đằng sau nó như thế nào. Các bạn theo cùng tôi. Rồi, bước ra hàng ghế phía sau thì các bạn sẽ thấy là cái khả năng ngồi của nó hơi bị đứng. Nó sẽ giống một chiếc xe bán tải mà chúng ta vẫn thường hay ngồi. Và nó không có khả năng ngả. Tất nhiên rồi, một chiếc xe van vừa chở được nhiều đồ thì mà lại rẻ như thế này, chúng ta khó có thể đòi hỏi được nhiều. Nhưng nhìn vào ưu điểm của nó thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta vẫn có một cái hàng băng ghế sau tương đối là rộng, trần rất cao, đầu gối không chạm, ngồi được 3 người đằng sau, tổng cộng là có 5 người ngồi trên xe. Và cái mặt sàn này là cái mặt sàn được trang bị chính hãng, là một cái mặt sàn mà chúng ta chịu lực. Thì đây cũng là một ưu điểm cho chiếc xe này. Đó, xếp hàng nặng lên đây hay dẫm chân các thứ lên đây thì tương đối là thoải mái. Chỉ có điều là không có cửa gió điều hòa cho đằng sau thôi. Mùa hè nóng nực thì cũng tương đối là nóng đấy. Tiếp theo là ở cái xe này thì chúng ta có thể gập được hàng ghế thứ hai lại, tạo thành một mặt phẳng để chất thêm đồ, cũng khá thú vị. Còn một điểm nữa cũng hay hơn nữa, cũng liên quan đến chứa đồ, đó chính là thậm chí bạn có thể tháo hàng ghế thứ hai này ra, tháo cái tấm chắn này ra, tạo thành một chiếc xe van mà chỉ có hai chỗ đằng trước thôi và đằng sau chở hàng toàn bộ. Thì nó rộng mênh mông, thậm chí là chở nguyên cả cái thuyền đằng sau có khi cũng được ý. Rất rất rộng luôn. Khoang nội thất của TMT K05S được thiết kế theo phong cách đơn giản và dễ sử dụng. Ốp bên trong khoang nội thất thiết kế vật liệu là nhựa, bền và chịu lực tốt, phù hợp với người sử dụng và mức giá cho chiếc xe. Các chi tiết của xe, nhất là toàn bộ khung vỏ xe đều được sử dụng vật liệu đồng bộ và các phụ tùng nguyên bản của thương hiệu DFSK rất có uy tín trên thị trường toàn cầu và được TMT Moto lắp ráp và phân phối. Xe được trang bị ghế ngồi bọc nỉ hai tông màu, có thiết kế ôm người tương tự như ghế xe du lịch, mang đến sự thoải mái tốt hơn dạng ghế phẳng của một số mẫu xe bán tải khác trong cùng phân khúc. Cả ghế lái và ghế phụ đều có thể chỉnh cơ 3 hướng. TMT cũng bố trí hàng loạt khoang chứa đồ xung quanh cabin, giúp tài xế để vật dụng cá nhân cần thiết cho những chuyến đi dài. Riêng khoang chứa đồ dưới bảng táp lô được trang bị khóa an toàn để cất đồ vật giá trị. Đặc biệt, TMT K05S có sẵn hệ thống điều hòa 2 chiều. Đây là trang bị rất giá trị đối với những bác tài thường xuyên chạy xe đường dài. TMT K05S cũng có sẵn màn hình thông tin giải trí kích thước 7 inch với đầy đủ kết nối Bluetooth, AM, FM, USB. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị camera hành trình và cam lùi. Đây là những trang bị tạo nên sự khác biệt giữa TMT K05S với những đối thủ cùng phân khúc. Hàng ghế thứ hai có khoảng đặt chân rất rộng rãi, thoải mái cho 3 người lớn. Hàng ghế này có thể được gập phẳng hoặc tháo rời để nâng cao diện tích chứa đồ khi cần thiết. Sàn xe được làm bằng vật liệu tôn nhám, thiết kế đường gân dập nổi, tránh trơn trượt, chịu tải trọng lớn khi chở hàng hóa. Đặc biệt, thùng hàng được ngăn cách với khoang cabin bằng một vách ngăn có cửa kính. Thiết kế này giúp tối ưu được công suất làm lạnh của hệ thống điều hòa, đồng thời ngăn việc xâm nhập mùi của hàng hóa chở trên xe vào khoang cabin. Khóa cốp sau được trang bị khóa điện và khóa cơ, có thể đóng, mở bằng công tắc khóa cửa trung tâm tại ghế lái. Rồi, bây giờ chúng tôi ekip 4 người xe 2 với thùng đồ đầy tải. Chúng tôi sẽ thử đi chơi xem nó như thế nào trên một chiếc xe van đa dụng kiểu như thế này. Lại phải ô
chiếc xe này 268 triệu, chỉ 268 triệu thôi mà chở được 4 người và một đống đồ đằng sau, hay thật. Trước tiên thì có lẽ mình sẽ đi dạo quanh nội đô phố phường phát nhỉ, xem như thế nào. Đi nội thành như thế này thì chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Thế nhưng theo như nhà sản xuất công bố thì cái điều hòa của chiếc xe này nó sẽ là điều hòa công suất lớn. Nhưng với tôi thì hôm nay thời tiết 39-40 độ nó vẫn chưa đáp ứng được tôi. Tôi cần nó mát hơn nữa. Đó, đấy là cái mà tôi, có thể lúc nãy tôi phơi xe này nó dưới trời nắng nó chưa kịp mát. Có thể lát nữa nó sẽ mát. Bật to lên thế nào. Đấy, rồi, bật to lên một tí. Chắc tại mình bật nhỏ, bật to lên là lại ngon ngay. Gọn gàng ấy chứ nhở. Con này bán kính vòng tròn quay đầu nếu tôi nhớ không nhầm là chỉ có hơn 5m một chút thôi. Cũng rất gọn gàng di chuyển trong nội thành. Có điều là tôi đã chạy thử chiếc xe này cũng một lúc. Thì tôi thấy là nếu mà đi một mình ấy thì nó hơi cứng. Nhưng bây giờ chở 4 anh em cộng với thùng đồ đằng sau thì bắt đầu thấy nó cũng hợp lý hơn rồi. Hợp lý hơn một chút rồi. Thực ra 268 triệu cho một chiếc xe đa dụng thì để mà đòi hỏi nhiều thì cũng khó nhỉ. Nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức giá này thôi mà, đúng không? Chứ mình đòi hỏi nhiều làm sao được. Đi trong nội thành như thế này là được rồi. Gọn gàng, tầm nhìn thoáng, cao. Lái nhẹ nhàng vào số êm ru. Chỉ có điều là xe cũng hơi ồn đấy, hơi một chút. Nên chúng ta có cái đầu giải trí này thì bật nhạc lên là cũng ok. Tăng tốc chút thế nào. Con xe này chưa đến 100 mã, nếu tôi nhớ không nhầm là 80 mấy mã thôi. Nhưng mà đi số sàn mà cho nên vẫn có cái độ thoát. Chúng ta về số thôi, lúc này nó sẽ gầm lên một chút. Một chút thôi, không quá vấn đề. Nên là đi ép số thì nó sẽ hơi bị ủ. Con này gầm cao thì chúng tôi lao lên vỉa hè, lao xuống thì nó cũng không quá khó. Đấy cũng là một lợi thế. Rất ổn luôn. Chỉ có điều là cái khu vực để chân của tôi ấy, chỗ bàn đạp ga, đạp côn, đạp phanh này này nó hơi hẹp. Nó hơi hẹp. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe này chiều ngang nó không được quá rộng. Và cái hộp bánh xe thì nó choán mất một vị trí ở ngay đây, cho nên là nó sẽ hơi hẹp. Tất nhiên tôi chỉ phàn nàn thế thôi, bởi vì cái chân của tôi nó cũng hơi quỳnh quàng một tí tẹo, nhưng mà vẫn sử dụng tốt. Bây giờ anh em tôi đi trong nội thành, đi phố như thế là cũng đã ngon rồi. Đi giao hàng đi nhỉ. Đi giao hàng cho khách hàng. Giao hủ tiếu, giao mì, giao thùng, giao tủ lạnh gì đó thoải mái. Giao sơn đó. Xong, xong nhiệm vụ rồi, bây giờ anh em chúng tôi đi chơi. Đi chơi thì chúng ta sẽ phải đi đường xa xa một tí nhỉ. Anh em mình chạy ra đường trường xem như nào. Cái con xe này thì với tôi thì các bạn có thể thấy là đằng sau, hãy nhìn đi. Với tôi nó là rộng, các anh em ngồi thoải mái. Đi đường xa xa một tí cũng không bị quá mệt mỏi. Tất nhiên nó sẽ không thể bằng một chiếc xe du lịch bình thường đâu. Đừng có bao giờ mơ. Nhưng mà thoải mái trong cái tầm giá này là thoải mái lắm rồi. Tôi lại chợt nhớ đến ngày xưa, cái thời tôi mới học lái xe ấy. Tôi chỉ ước là có một chiếc xe mà giá rẻ, lại chở được nhiều người, cũng chở được hàng để mình vừa có thể tập trau dồi kỹ năng lái xe của mình, mà vừa có thể kiếm ra tiền, mà vẫn có thể chở được anh em đi du lịch, gọi là bát phố, rồi đi các tỉnh lân cận, những cái khu du lịch. Ngày đấy thì làm sao mà nghĩ được ra những chiếc xe kiểu như thế này, các bạn không nhận không? Thì đấy, cái xe này ý, sẽ không chỉ hợp với những gia đình mà kinh doanh vận tải chở đồ, mà còn phù hợp với những người mà mới lấy bằng xong, muốn có một chiếc xe để tập, nhưng gia đình lại cần phải kinh doanh vẫn chở đồ, nhưng lại cũng tham một tí là thỉnh thoảng tôi lại có nhóm bạn, mấy anh bạn đá bóng trong đội bóng, cần đi du lịch, đi chơi Hòa Bình, đi gì đó, đi đâu đó, đi xa cũng được, mà nhà tôi lại không có nhiều tiền. Thì đây, em nói đây, có nghĩa là cái xe này là cái xe dành cho những người thực dụng cực đoan,
Nhưng mà nói một cách mà hơi thô thiển một chút thì là dành cho những người ít tiền mà hơi tham, tham được nhiều tính năng nhưng mà lại muốn bỏ ít tiền ra thôi, thì đây nó đây. K05S của TMT. Đây rồi, anh em mình ra đến đường trường rồi. Tăng tốc cái thế nào. Đó. Rồi. Ồn các bạn ạ, nói luôn cho các bạn biết là xe này nếu mà đi ra đường trường thì nó sẽ ồn đấy. To ra phết đấy. Ồn gầm. Động cơ thì không ồn quá nhiều đâu. Chỉ lúc nào gầm tăng tốc chúng ta mới nghe thấy thôi. Nhưng mà độ ồn gầm từ lốp, từ treo các thứ vào thì nó hơi nhiều. Lúc này thì phải bật nhạc to lên một tí thì mới xử lý được. Cũng phải chấp nhận thôi, lại phải nhắc lại một lần nữa vì cái xe này chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đòi hỏi gì nhiều. Vẫn có điều hòa, vẫn mát. Vẫn chở được 5 người đi đến nơi, về đến chốn. Đó, đúng không? Quan trọng nhất là khi mà đi chiếc xe này thì chúng ta sẽ đi một cách an toàn thôi. Và vì chúng ta bỏ rất ít tiền ra mà vẫn chở được đồ và 5 người như thế này, mà mới anh em mà kiểu mới dấn thân vào cái con đường gọi là đi chơi mới lái xe ấy, sẽ thích lắm. Bởi vì con xe này nó vứt đâu cũng được, vứt đâu cũng được, chúng ta nhiều khi chúng ta không phải giữ gìn. Quan trọng nhất là mới đi xe thì mua một con xe đắt là cứ giữ gìn gìn sợ lắm. Đi đâu cũng phải theo nó, mệt mỏi lắm. Nhưng với con xe này mà chở 5 anh em đi chơi, anh em mình làm một chuyến xuyên biệt chẳng hạn. Nó phải gọi là siêu rẻ, siêu rẻ. Mà nó có vui không? Nó siêu vui. Bây giờ ví dụ anh em mình chở một đống đồ picnic các thứ ở sau cốp nhá. Đi đến đâu cặp chạy đến đấy, hay chứ. Đấy, vậy đi đường trường của chúng ta như thế này là ngon rồi. Nhưng mà tôi thì tôi cũng phải góp ý như thế này. Chúng ta cũng đừng vui quá. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái xe này nó sẽ không có cân bằng điện tử. Thứ hai là cái đầu xe nó rất ngắn. Thứ ba là túi khí, vân vân và vân vân. Cho nên cái xe này ấy, nó giống với những chiếc xe ngày xưa. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Nó sẽ không có nhiều tính năng điện tử hỗ trợ đâu. Cho nên các bạn muốn đi xa hay muốn như thế nào ấy, làm ơn tăng cái cẩn thận gấp 5, gấp 10 lần cho tôi. Đừng có húng. Đi cẩn thận nha. Nếu như các bạn đi với cái mục đích là chở đông người và đi du lịch, đi đường xa, thì hãy đi gọn gàng và đi an toàn cho tôi. Đừng có ham hố. Thế thôi, tôi chỉ góp ý thế thôi. Chứ còn cái xe này ấy, nếu đi đường trường như anh em chúng tôi ngày hôm nay ấy, mà anh em chúng tôi lại là kiểu bắt đầu vào đời kiếm tiền, bắt đầu gọi là bước chân vào cái hành trình đi chơi xa nhưng lại lần đầu có xe, thì anh em chúng tôi quá vui rồi, quá vui luôn. Bởi vì bây giờ một cái xe ô tô nó vẫn là ước mơ các bạn ạ, vẫn là ước mơ lắm. Và bây giờ chỉ có hơn 200 triệu là các bạn vừa chở hàng vừa chở đồ, động cơ thì lại còn bền bỉ. Đấy, chấm nhỏ, tiết kiệm. Đấy, đây cũng là một cái option, một cái sự lựa chọn cho một đối tượng, một số đối tượng khách hàng kiểu như thế. Tiền ít nhưng mà lại hít nhiều thứ. Ở đây bây giờ đi đường trường chúng ta đã cảm thấy khá là ổn rồi. Chúng ta đi theo cái phong cách an toàn thì không có nhiều vấn đề để bàn cãi đâu. Vẫn có âm nhạc nghe, vẫn có điều hòa mát, ngồi vẫn hợp lý, rộng rãi. Thế thôi là hết bài rồi. Còn gì để yêu cầu gì nữa đâu nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ thử đi qua một cái đoạn dốc này xem. Cái đoạn này thì tôi sẽ lao lên một con D. Đó, với đông người cùng với hàng chở đằng sau thì nó sẽ như thế nào? Để xem nào. Đó, đây rồi. Dốc đây rồi. Chúng ta sẽ đi chậm chậm lại thôi nha. Tôi sẽ dừng hẳn lại. Đấy, anh em mình làm quả bài đệt ba lên dốc. Rồi, bây giờ vào số phải kéo phanh tay này. Vào số 1 này, làm bài đệt ba lên dốc. Bây giờ hơi cao một tí này, đấy. Bóc lên. Đẩy lên. Ga to lên một tí cũng được, không vấn đề. Ga to lên. Đó. To lên. Rồi. Tiếng gầm động cơ sẽ to nhưng tôi chấp nhận, bởi vì xe tôi đang chở đông người nặng, tránh chết máy. Vẫn ok. Tóm lại là chạy số sàn này hay đấy. Nó làm tôi nhớ lại cái thời mà tôi vừa mới có bằng, chỉ mê đi xe số sàn. Chỉ nghĩ đến trong đầu cái xe số sàn, không bao giờ nghĩ đến xe số tự động. Lúc nào tay mình cũng như thế này.
nó như múa, lúc nào ngủ mình về mình cũng như thế này. Hay thật. Rồi, bây giờ đi dốc cũng ngon rồi nhá, hợp lý. Ngon thì không hẳn là ngon như những chiếc xe xịn đâu. Nhưng mà từng đấy tiền thì như thế này quá hợp lý. Đi đường trường cũng được. Đi nội thành thì phải gọi là ngon. Chở đồ, chở đạc, ổn, nhiều lợi thế nhở. Mà lại còn đi ở trong nội thành ý, không bị cấm, không hề bị cấm luôn. Đấy, được chưa? Các bạn thấy đã hợp lý chưa? Đó. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ đi chơi đây. Các bạn thấy chiếc xe này nó như thế nào? Được không ạ? Hay là bây giờ làm tí đường gồ ghề nữa nhỉ? Rồi bây giờ thì chúng tôi mạo hiểm hơn một chút. Chúng tôi sẽ đi vào đường gồ ghề gập ghềnh để đi ra cái khu vực vui chơi của chúng tôi, chill của chúng tôi. Đó, đoạn đường này thì thực ra nó cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà nó cũng không đơn giản đâu các bạn ạ. Đi cũng phải lựa đấy. Cũng nhiều chỗ trơn trượt, gập ghềnh, ổ voi, ổ trâu. Rồi những cái vũng bùn như thế kia mà chảy qua không cẩn thận là cũng lầy ngay. Mình thực ra đi qua đây là để xem là cái gầm nó cao như thế này thì có vượt được qua không, thế thôi. Tóm lại là vẫn ổn nhỉ. Thực ra là với chiếc xe này thì mình cũng chỉ nên dừng lại ở những cái đoạn đường nó gọi là khó kiểu này thôi, chứ mình cũng không cần thiết phải đi off-road làm gì cả. Bởi vì cũng dẫn động cầu sau thôi mà, đâu có hai cầu có thứ gì đâu. Gầm thì nó cũng không thể bằng những cái chiếc xe bán tải rồi. Đi như thế này là tôi đã thấy hài lòng rồi. Ấy, ấy, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Rồi. Úi dồi, úi dồi. Đó, lên dốc rồi. Đơn giản. Xong rồi. Đấy, bây giờ ra cái chỗ cảnh vật nó đẹp như thế này. Muốn đến chỗ đẹp, chỗ ngon thì cũng phải vượt qua khó khăn một chút. Ôi, hôm nay với chiếc xe này K05S của TMT thì chúng ta đã đến được khu vui chơi cùng với những anh em cộng đồ đạc full ở trong cốp. Mà giá lại hợp lý chứ nhỉ. Sau bài trải nghiệm hôm nay thì không biết các bạn thấy chiếc TMT K05S này nó như thế nào. Đa dụng, chở đông người, chở đông đồ, vẫn đầy đủ nhưng mà lại rẻ. Hãy comment ở phía dưới để chúng tôi được biết và anh em chúng ta cùng trao đổi xem những người ngân sách rất ít, rất ít mà muốn có ô tô để chở hàng để đi chơi thì như thế nào. Hãy comment nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Xe Hay. Bye bye. Như vậy, với thiết kế rộng rãi nhất phân khúc, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành tối ưu là những ưu thế khiến TMT K05S trở nên hấp dẫn đối với khách hàng Việt Nam. Xe được phân phối với hai phiên bản K05S 5 chỗ và K05S 2 chỗ. Cả hai phiên bản đều có mức giá chưa tới 300 triệu đồng, đi kèm với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km.